Chị thật là may mắn. Yeah, chị đã được hai cái ly khác nhau rồi. Chị Kè Kê xin chào tất cả các em. Các em ơi, các em đã xem phim Kẻ Cắp Mặt Trăng phần 3 chưa? Là phim Minions phần 3 đó. Hay lắm á, chị Kè Kê xem rồi. Bạn nào chưa xem thì hãy đi xem thử cho biết nhé. À, và sau đó thì chị Cà Chua đã tìm mua được hai bộ popping cookie gọi là sữa lắc Minion. Và đây chính là hai bộ popping cookie đó này các em. Rất là dễ thương luôn. Các em biết không, popping cookie Minion này nè thì họ có 4 cái ly khác nhau. À, họ để ngẫu nhiên trong từng vịt như vậy. Và chị đã mua được hai gói popping cookie Minion như thế này để xem là chị có may mắn mua được hai cái ly khác nhau không nhé. Bây giờ chị sẽ mở ra thử xem chị có may mắn không. Wow. Em xem nè, dễ thương không? À, chị thích quá à. Oh. Xem bên này nhé. Chị thật là may mắn. Yeah, chị đã được hai cái ly khác nhau rồi. Chị cứ sợ là sẽ mua nhầm hai cái ly giống nhau. Bây giờ chúng ta lại đây để xem cho rõ hai cái ly xinh đẹp dễ thương này. Và để thực hiện hai bộ popping cookie này, chúng ta cần một ít sữa tươi, có đường hoặc không đường đều được. À, tuy nhiên giống như những lần trước chị đã nói, nếu như bạn nào mà không có sữa tươi thì chúng ta có thể dùng nước lọc cũng không sao cả. À, chị Cà Chua quên mất một nguyên liệu cũng không thể thiếu, đó chính là những viên đá. Tại vì cái này gọi là món sữa lắc Minion, cho nên là có những viên đá thì nó sẽ ngon hơn rất nhiều lần. Các em xem nè, ở mỗi cái ly của chúng ta thì có cái ngôi sao ở đây. Tức là chúng ta sẽ đổ sữa tươi vào đúng cái vạch ngôi sao đấy. Tiếp theo, chị Cà Chua sẽ lần lượt cắt từng gói bột này đổ vào trong sữa. Và cuối cùng, chị sẽ cho một vài viên đá vào. Sau đó là lắc lên thôi. À, bây giờ hãy xem chị Cà Chua biểu diễn làm sữa lắc đây. Mà tay quá. Bây giờ chị Cà Chua sẽ cắm ống hút vào. Chị Cà Chua đã rất là may mắn khi lựa được hai cái ly khác nhau. Nhưng mà không biết vị của hai ly này có giống nhau không ta? Chị sẽ uống thử từng ly. Wow, vị chuối. Wow, vị chuối luôn.
Vậy là suy ra là tuy là những cái ly khác nhau nhưng mà vị không có gì khác nhau hết, đều là vị chuối hết các em ạ. Chị nghĩ là hai cái ly còn lại thì chắc là cũng vị chuối luôn á. Đó. Đó là dễ thương, đúng chất là sữa lắc luôn. Vừa đậm vị sữa, vị chuối, hơi mát mát vì chị cho một ít đá, nhưng mà nó không có ngọt lắm, nó hơi hơi thôi. Và cái vị chủ yếu vẫn là vị béo các em ạ. Chị cà chua nhớ ra một điều như thế này, là các bạn Minion rất là thích ăn chuối, cho nên là sữa lắc này đều là vị chuối hết, là đúng rồi. Sau khi xem phim Minion xong, chị lại thu hoạch được hai cái ly Minion thật là dễ thương như thế này. Cảm thấy thật là thích các em ạ. Nếu như em nào thích hai ly sữa lắc Minion này của chị thì hãy cho chị cà chua một like. Bạn nào chưa đăng ký thì hãy nhanh tay đăng ký luôn nhé. Và bây giờ video này đến đây cũng đã kết thúc rồi. Bye bye các em, hẹn gặp lại các em những video sau. Chị uống sữa lắc tiếp đây.